bày tỏ vui mừng đến thăm một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất thế giới, nơi đã đào tạo ra những nhân tài vĩ đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam Ireland có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa. Hai dân tộc đều trải qua nhiều hy sinh, mất mát to lớn trên hành trình đấu tranh kiên cường, bất khuất vì tự do, độc lập dân tộc. Hai nước đều đề cao truyền thống hiếu học, sự hòa hiếu và mến khách, giá trị gia đình và tình đoàn kết. Việt Nam đánh giá cao thành tựu phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội của Ireland, và Ireland còn là một biểu tượng về tinh thần đoàn kết và uy tín quốc tế. Chia sẻ câu chuyện về Việt Nam trong gần 80 năm lập nước và gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành được tự do, độc lập dân tộc và đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy đây làm tư tưởng kim chỉ nam để bảo vệ và phát triển đất nước. Việt Nam cũng tiếp tục lấy con người là trung tâm, là động lực cho phát triển, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng hòa bình là nền tảng để phát triển, do đó kế thừa truyền thống của dân tộc về yêu chuộng hòa bình, hòa hiếu, lấy chí nhân để thay cường bạo. Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng 4-0, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phản đối các hành động đơn phương, chính trị cường quyền, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Với tâm thế đó, Việt Nam đã đóng góp tích cực vào các vấn đề hòa bình, an ninh quốc tế. Trong 10 năm qua, hàng nghìn chiến sĩ Việt Nam đã đồng hành cùng Liên Hiệp Quốc trong các nỗ lực gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế và cải thiện đời sống cho nhân dân ở nhiều quốc gia. Việt Nam cũng đã tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa thiên tai cho nhiều nước trên thế giới. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới với thế và lực mới, Việt Nam quyết tâm thực hiện hiệu quả ngoại giao thời đại mới và sẵn sàng đóng góp tích cực và chủ động hơn nữa vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh của nhân loại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, sau gần 3 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ireland ngày càng phát triển tích cực. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Ireland, một thành viên năng động của EU, một quốc gia tiên phong về đổi mới sáng tạo. Thế giới đang trải qua những thay đổi. Đối với Việt Nam, đây là thời cơ hội chiến lược quan trọng, giai đoạn nước rút để kiến tạo kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Là thành viên của ASEAN và EU, hai cộng đồng năng động hàng đầu thế giới, Việt Nam và Ireland cần tăng cường kết nối hơn nữa, bổ trợ cho nhau, phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các thách thức toàn cầu và sớm thực hiện hóa các mục tiêu phát triển 2040 và 2045. Phát huy tinh thần đại đoàn kết, hai nước chúng ta cũng cần phải tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia kém phát triển hơn để không bị ai bị bỏ lại phía sau. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho Ireland và EU mở rộng hợp tác với ASEAN. Thứ ba là nâng tầm và chủ động mở rộng đóng góp của Việt Nam và Ireland cho các vấn đề hòa bình, hợp tác và phát triển. Cùng là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam và Ireland cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đề cao vai trò của Liên Hiệp Quốc, chủ động khởi xướng các ý tưởng hợp tác mới vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của nhân loại. Trích dẫn một câu thành ngữ của Ireland, trong tất cả những mối quan hệ, tình bạn là tốt nhất và sẽ luôn là như vậy. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Việt Nam và Ireland sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau,
hợp tác chặt chẽ hướng tới tầm vóc quan hệ cao hơn trong tương lai, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì một tương lai hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.